Tomato Việt Nam tự hào là nhà sản xuất và phân phối kem, sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, bột làm kem tươi chuyên cho ngành F&B hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, các chủ quán cà phê, trà sữa, trà chanh, chủ các nhà hàng sẽ được cung cấp các nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng trong khi mức giá vô cùng ưu đãi, giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận. Đào tạo hướng dẫn cách làm các món sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, cách decor trang trí kem và các kỹ thuật pha chế. Truy cập ngay website tomatovietnam.com hoặc liên hệ hotline 0988 580 240 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Từ chối đề nghị mua ý tưởng kinh doanh giá 2,8 triệu đô la Mỹ của Masayoshi Son để tự khởi nghiệp, 20 năm sau chàng trai trở thành tỷ phú đô la Mỹ. Từ chối lời chào mua ý tưởng kinh doanh của Masayoshi Son, chàng trai tự khởi nghiệp và trở thành tỷ phú đô la. Ở tuổi 23, Shunji Sugaya có được thứ mà anh gọi là giai đoạn thay đổi cuộc đời. Tháng 3 năm 2000, Sugaya vừa giành chiến thắng tại cuộc thi về kinh doanh nơi mà Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank, làm giám khảo. Anh đã gửi cho Son một email cảm ơn sau hai lần gặp gỡ và nhận được lời ngỏ rằng SoftBank muốn mua lại ý tưởng của anh với giá 2,8 triệu đô la Mỹ hoặc cho Sugaya gia nhập công ty và nhận quyền mua cổ phiếu. Nhưng Sugaya đã từ chối. Anh nói, điều đó cho tôi sự tự tin khi còn là một sinh viên, tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi rất biết ơn với lời đề nghị đó nhưng chúng tôi đã từ chối lịch sự và quyết định tự làm. Vì vậy, Sugaya đã tự khởi nghiệp, đặt tên công ty là Optim Corp, hiện cung cấp các nền tảng quản lý doanh nghiệp sử dụng trí thông minh nhân tạo và công nghệ IoT. Cú đặt cược đó đã mang lại trái ngọt khi mà Sugaya đang tiến gần đến bảng xếp hạng tỷ phú đô la sánh ngang cùng với Masayoshi Son. Năm 2020, cổ phiếu của Optim đã tăng 66% dù toàn thị trường giảm mạnh khi hoạt động của làm việc từ xa trở nên cần thiết vì COVID-19. Khối tài sản của Sugaya đến phần lớn từ 64% cổ phần anh đang nắm giữ ở công ty đã tăng lên 918 triệu đô la Mỹ theo tính toán của Bloomberg. COVID-19 đã đẩy nhanh sự chuyển đổi từ hình thức xưa cũ sang kinh doanh kỹ thuật số ở nhiều công ty Nhật Bản. Anh nói rằng sự kỹ thuật số hóa đã diễn ra ở một tốc độ cực kỳ lớn trong suốt 3 tháng qua. Sugaya hiện 43 tuổi, là một lập trình viên khi mới còn đi học. Anh thậm chí đã tự tạo ra được các game và bán cho bạn bè, kiếm tới vài trăm yên. Optim Corp được thành lập năm 2000, khởi đầu cung cấp dịch vụ quảng cáo video trên Internet. Họ đã tạo ra được những dịch vụ kết nối Internet khi kết hợp cùng với các gã khổng lồ như Nippon Telegraph và Telephone. Optim nảy ra ý tưởng phần mềm để người đăng ký có thể tự tạo ra sự kết nối và sau đó phát triển dịch vụ hỗ trợ từ xa. Optim kể từ đó đã mở rộng công nghệ kiểm soát từ xa. Chi nhánh OptimaBiz, một nền tảng quản lý cho nhiều thiết bị, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, giúp các công ty kiểm soát và bảo đảm thiết bị di động của nhân viên với các chức năng như khóa từ xa và có thể xóa những thiết bị bị mất hay là bị ăn trộm để tránh bị mất dữ liệu. Theo công ty, những sản phẩm này chiếm 40% thị trường quản lý thiết bị di động của Nhật Bản. Theo Kaname Fujita, một chuyên gia phân tích tại Ichijoshi Research Institute, công nghệ này có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực. Công ty cũng phát triển công cụ hỗ trợ từ xa cho phép chia sẻ màn hình với các thiết bị ở nơi khác. Các công nghệ của Optim hiện được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, chăm sóc sức khỏe, bán lẻ và tài chính. Những đối tác kinh doanh chính của Optim bao gồm SoftBank, KDDI và Komatsu. Optim cũng đã tham gia vào khu vực Đông Nam Á, khởi đầu là Việt Nam và đang bắt đầu mở rộng sang Bắc Mỹ và châu Âu. Optim cũng cung cấp drone dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp trang bị khả năng phân tích hình ảnh bằng AI. Chúng có thể nhận diện côn trùng phá hoại và phun thuốc vào đúng vị trí bị ảnh hưởng. Điều đó giúp làm giảm nhân công và lượng thuốc cần sử dụng. Optim giao dịch ở mức cao hơn 53 lần so với giá trị sổ sách. Công ty này đạt doanh thu 62,3 triệu đô la Mỹ vào 2019, đạt 1,1 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Vốn hóa thị trường hiện ở mức 1,5 tỷ đô la Mỹ. Sugaya nói rằng, tôi thực sự không quan tâm tới tiền. Trong suốt 20 năm qua, tôi muốn chúng tôi trở thành một công ty mà mọi người có thể nhìn vào đó và nói, Optim đã thay đổi tất cả các ngành công nghiệp bằng AI và IoT. Phương Linh, Tổ quốc, Độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.